Đúng 13 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng Giêng, các hoạt động lễ hội của lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 đã chính thức được diễn ra, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về du xuân chảy hội. Đoàn các đồng chí lãnh đạo huyện Định Hóa gồm đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đoàn đại biểu công tác của Tổng cục Hậu cần đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh đèo Dè xã Phú Đình. Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc chào đón mùa xuân mới và vừa hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đặc biệt là vừa hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tại đây, đoàn đã dâng hương báo cáo với Bác về những kết quả trên, đồng thời báo cáo về tổ chức lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 tại quảng trường ATK Định Hóa, công trình trọng điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện, nhằm lan tỏa rộng rãi mục đích ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội lồng tồng tới du khách gần xa. Điểm nhấn tạo nên bức tranh sắc màu của lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa đó chính là những chiếc trại xinh xắn mô phỏng bản làng của đồng bào dân tộc vùng Việt Bắc. Hội thi cắm trại tại lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 có 25 đơn vị xã thị trấn trường trung học phổ thông và 2 đơn vị kết nghĩa với huyện Định Hóa tham gia, đó là đơn vị Cục Chính trị thuộc Tổng cục Hậu cần và huyện bạn Cát Hải, Hải Phòng. Ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, các đơn vị đã khẩn trương dừng trại theo vị trí quy định của ban tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới bàn tay khéo léo của thành viên các đội, những chiếc trại xinh xắn với đủ hình dáng sắc màu rực rỡ đã được hoàn thiện, làm cho khu vực quảng trường ATK Định Hóa, khu vực tổ chức lễ hội lồng tồng trở nên rực rỡ và bừng sáng. Để có được những chiếc trại đẹp xinh xắn, các đơn vị địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước Tết Nguyên đán, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên từ việc lên ý tưởng, thiết kế cho đến trang trí cho trại của đơn vị mình sao cho vừa đẹp, vừa ý nghĩa, lại vừa đúng theo quy định của ban tổ chức. Chúng tôi mang đến với lễ hội để mà thực hiện theo cái truyền thống của dân tộc Tày. Chúng tôi lên kế hoạch và làm một cái nhà sàn thu nhỏ để các du khách đến với lễ hội để mà nhìn thấy cái nhà sàn của dân tộc Tày, nó mang một cái bản sắc của dân tộc Tày để các du khách đến để hiểu về cái giá trị của nhà sàn dân tộc Tày. Có thể nhận thấy trong hội thi cắm trại tại lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa năm nay, tất cả các đơn vị đều quan tâm đầu tư cho phần thi cắm trại. Chính vì vậy đã có rất nhiều chiếc trại đẹp, sáng tạo với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mỗi kiểu dáng đều mang một ý nghĩa riêng nhưng vẫn thể hiện được đặc trưng của các địa phương. Hội thi cắm trại trong khuôn khổ lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa năm nay được các địa phương, đơn vị đã lên kế hoạch và chuẩn bị công phu bài bản ngay từ trước Tết. Và sơ bộ thì có thể thấy rằng rất nhiều trại đã được dựng một cách sáng tạo, trang trí đẹp mắt, hấp dẫn và có rất nhiều những hình ảnh trưng bày về kết quả phát triển kinh tế xã hội, hoạt động chuyên môn của địa phương, đơn vị, góp phần tạo nên cái không khí rộn ràng, tràn ngập sắc xuân, văn hóa các dân tộc của huyện Định Hóa. Và chúng tôi mong muốn người dân và du khách thập phương đến với lễ hội lồng tồng năm nay sẽ tham quan các trại, trải nghiệm các hoạt động và sẽ có những ấn tượng sâu sắc về quê hương Định Hóa. Qua đánh giá của ban giám khảo, tất cả các đơn vị tham gia hội thi cắm trại đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự đầu tư sáng tạo, tâm huyết của mình đối với nội dung này. Nhiều đơn vị đã sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, những nguyên vật liệu gần gũi, sẵn có của địa phương như chanh, tre, nứa lá để làm trại. Cùng thời điểm đó, tại sân khấu chính của lễ hội, hội thi giã bánh dày đã diễn ra rất sôi nổi. Đến tham gia hội thi giã bánh dày, 25 đơn vị xã thị trấn, 2 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu như cối, chày, gạo nếp, lá chuối, nhân bánh, vân vân. Những chõ xôi từ gạo nếp cái hoa vàng với hương thơm ngào ngạt đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi giã bánh dày. Giã bánh là công đoạn quan trọng bởi xôi nếp nóng, càng giã càng dính. Để có được những chiếc bánh dẻo, mịn, đòi hỏi người giã không chỉ khỏe mạnh mà phải thật khéo léo. Cảm thấy là cái cuộc thi bánh dày này gắn kết cái tình đoàn kết của tất cả anh em dân tộc trong địa bàn huyện Định Hóa.
và cảm thấy một hoạt động rất ý nghĩa và nói nêu lên được cái bản sắc dân tộc. Sau khi xôi được giã nhuyễn, dưới bàn tay khéo léo của các chị, những chiếc bánh dày tròn trịa với đủ sắc màu từ nguyên vật liệu thiên nhiên đã dần được hoàn thiện, tạo cho mâm bánh thêm rực rỡ. Đó là màu xanh của lá dứa, màu hồng của thanh long, màu vàng của nghệ và màu tím từ lá cầm. Là và cái hội lồng tồng này thì bọn chị được tham gia cái hội lồng tồng, xong là tham gia cái hội thi giải bánh dày là bọn chị cũng rất vui, bởi vì thực ra thì cái món bánh dày này là cái món thường thường là cũng là một cái món bánh dày của xã Tân Thịnh nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung, mà vì là bánh dày thường thường là cũng hay làm vào những ngày đặt lên những thờ cúng, những ngày Tết, ngày lễ. Tôi là chúng chuẩn bị món gạo nếp cao, nghĩa là nếp cái hoa vàng, xong là trong món bánh dày là còn có gấc, xong là với nhân thì là có lạc và vừng và đường đỗ. Hội thi giã bánh dày là một nội dung không thể thiếu mỗi dịp tổ chức lễ hội lồng tồng hàng năm, với ý nghĩa tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng, đồng thời nhắc nhớ món ăn truyền thống của quê hương tới thế hệ trẻ hôm nay. Hội thi giã bánh dày là một trong những cái phần thi của thực lễ hội lồng tồng của Xuân Giáp Thìn năm 2024. Với những các đội thì với cái tinh thần chuẩn bị, các đội cũng rất là hào hứng và cũng thực hiện chấp hành theo đúng các nội quy của hội thi, và các đội là cũng cái công tác chuẩn bị rồi là tham gia cũng với những cái sắc màu của các trang phục dân tộc rất là phong phú đấy, và cái công tác chuẩn bị đấy về những cái sản phẩm rồi là những cái nồi xôi cũng rất là phong phú các màu sắc để tham gia đối với hội thi đấy, và cũng đối với hội thi thì cũng để mang lại một cái để mang lại những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam để và cũng để cũng quảng bá những cái sản phẩm gạo nếp, nếp cái hoa vàng, nếp vải, những sản phẩm đặc trưng của huyện Định Hóa. Những mâm bánh dày đủ sắc màu đã được các đơn vị trang trí đẹp mắt cùng với lời giới thiệu ý nghĩa đã làm cho hội thi giã bánh dày càng thêm lôi cuốn và thu hút người xem. Kết thúc hội thi, mâm bánh dày đạt giải nhất của đơn vị Bình Yên được ban tổ chức thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử Chùa Hang, thị trấn Chợ Chu. Tại khu vực sân Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện cũng đã diễn ra các trận giao hữu bóng đá giữa các đội gồm đội bóng đá Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần, Câu lạc bộ bóng đá 30 tháng 4 thành phố Thái Nguyên, Câu lạc bộ bóng đá Công an huyện và Câu lạc bộ bóng đá Liên cơ quan huyện Định Hóa. Đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 đã đến dự tặng hoa chúc mừng và cổ vũ các đội. Các trận giao hữu bóng đá đã diễn ra rất sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt và hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Đây là dịp các đơn vị được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gắn bó đoàn kết và rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Song song với đó, hội thi bắn mỏ và hội thi cà kheo cũng diễn ra sôi nổi, không kém. Các đơn vị dự thi đã chọn những vận động viên có thành tích cao nhất của địa phương đơn vị mình để tham gia thi đấu. Do vậy, thành tích của hai môn đều đạt kết quả cao và được tổ trọng tài ban tổ chức đánh giá cao. Trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 đã thu hút đông đảo du khách thập phương về du xuân chảy hội, hòa mình với những âm thanh của những câu si, câu lượn, những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong không gian văn hóa của các dân tộc, thưởng thức những chén trà thơm ngát trong không gian văn hóa trà, những sản phẩm đặc trưng của đồng bào ATK Định Hóa và cũng lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong không gian Tết xưa và lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024. 20 giờ, những âm thanh và vũ điệu của mùa xuân, của quê hương đất nước từ sân khấu chính của lễ hội đã làm không khí của lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 thêm rộn ràng. 15 tiết mục ca múa nhạc do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 1 biểu diễn đã đem đến một không khí xuân tưng bừng rộn rã, chào mừng mùa xuân, chào mừng lễ hội, thắm đượm tình quân dân, tạo cho nhân dân và du khách thập phương khí thế phấn khởi cho một năm mới, lao động sản xuất, công tác thành công.
kết thúc ngày đầu tiên của lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 là đêm lửa trại, vui lễ hội, chào Xuân Giáp Thìn. Giữa đất trời mùa xuân, những con người khắp nơi không phân biệt giới tính, lứa tuổi, dân tộc cùng hội tụ lại, cùng nắm tay nhau thật chặt, nhảy múa, reo hò, hát ca xung quanh ngọn lửa ấm áp, với ước vọng về một mùa xuân mới, đâm chồi nảy lộc, cây cối tốt tươi, người người, nhà nhà hạnh phúc, bản làng quê hương đất nước yên vui, no ấm và phát triển.